Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay rảnh rỗi mình tiếp tục mình đi nhấp cẩu cá lóc nè các bạn. Thì nhấp nãy giờ thì cá nó táp rồi các bạn. Bây giờ mình thả nồi xuống để mình giật nó nha. Cá này không biết to mà nó thấy nó nút không các bạn. Khói đèn cái nhỏ nó cắn vịt các bạn ơi, nó cắn vịt. Làm hết hồn các bạn. Trời ơi, trời vụt nữa rồi. Quá ngon hết sức các bạn ơi. Chỉ biết chừng nào nó táp nữa. Tốt quá trời luôn. Đó, tát rồi các bạn ơi. Xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Ngọn cá nó nhẹ dục dục à. Để mình nhắc thử một chút coi nó táp nữa không. Thôi các bạn ơi, mới giật mới giật lên từng con nè. Cái con này nãy dục nè các bạn. Ôi trời ơi. Con này nãy gắt mép nè. Ôi ôi, mà nó còn táp nữa nè. Giật rất mép rồi nó còn táp nữa đó. Khá ngon các bạn. Thôi để mình nhấp tiếp. Khi nào có nữa mình quay cho các bạn xem. Con này gắt mép nè. Rớt xuống rồi giờ nó còn táp nữa. Nó dữ à.